giả thân mến, bông súng mắm kho là món ăn đặc trưng mang nét riêng của ẩm thực miền Tây sông nước. Thực khách thưởng thức món ăn này một lần rồi thì sẽ nhớ hoài khó quên. Trải nghiệm cuối tuần sáng hôm nay, mời quý khán giả cùng chúng tôi về huyện ngoại thành Thới Lai cùng trải nghiệm hái bông súng và chế biến món bông súng mắm kho. Bông súng mình chế biến được nhiều món nha cô. Miền Tây của mình á, bông súng nó mọc ở các ao nè, gỏi bông súng tép chấu như bông điên điển. Cái cọng nó dài vậy nè, một cọng là làm được một dĩa tép rồi đó cô. Có người thì thích làm cá kho, ăn với cá kho hoặc là ăn lẩu mắm. Dạ, nhưng mà ngon nhất vẫn là cái món lẩu mắm bông súng mắm kho. Lẩu mắm, đúng rồi. Thường thì nếu mà cái ao mà người ta không có cái xuồng để hái á, thì người ta sẽ lội xuống để người ta nhổ lên. Rồi giờ cô cháu mình hái xong rồi, giờ vô mình chế biến cái món mắm kho bông súng ha. Dạ. Để mà làm được món mắm kho này thì mình phải có nguyên liệu là mắm. Mắm cá linh, có gô, cá sặc hoặc là cá chốt. Nhưng mà cái món cá linh thì nó ngon hơn. Nước nào nước sôi rồi giờ mình để mắm vô, sôi đều lên cho nó gã tan mắm ra ha. Cái đầu mình được. Để mà có được cái nồi lẩu mắm ngon á thì mình cái khâu quan trọng nhất là mình phải chú ý điều gì hết cô? Để cho có mắm nồi mắm này được ngon á thì trước hết là mình phải lựa mắm. Mắm phải cho thơm, mắm cá linh cho thơm. Mắm mới nè. Mắm mới rồi nó thơm. Với lại là thịt là cũng phải tươi và cá cũng phải tươi. Phải tươi ngon thì là mắm nó mới ngon được. Mà thấy bây giờ là nó dậy mùi hết trơn rồi đó cô. Nó thơm lắm rồi đó. Cái lẩu mắm thì không có thể thiếu sả nè, ớt nè. Tại vì cái mùi sả là nó rất là thơm. Nếu mà mắm mà không có sả là nó không có được thơm ha. Mắm nó không được ngon. Còn cái nước dùng thì sẽ tùy theo khẩu vị của mỗi người mà mình đúng sẽ rồi. Nên đậm nhạt. Bông súng thì ở dưới cô có trồng sẵn ở dưới ao. Khi nào cần dùng thì cô hái lên. À, mình lặt liền, mình ăn liền là nó còn tươi ngon. Con thấy là tùy giờ mỗi nơi mà họ sẽ có những cái cách mà những cái rau để ăn kèm á cô. Ngoài cái bông súng là chính nè thì sẽ có như là có cà tím nè, rau muống nè, hoặc bông điên điển. Dạ, bông điên điển. Rồi có thể chuối cây mình cũng ăn được. Thịt ba gọi, thịt ba chỉ mình để vô trước cho nó mềm. Rồi bắt đầu mình tới cá để vô. Rồi sả, ớt, rồi gia vị mình nêm vô. Bây giờ cô cháu mình thưởng thức cái món mắm mà cô cháu mình nấu nãy giờ nha. Bông súng mắm kho đậm mùi đồng đất. Hương thơm lừng của mắm, giòn của bông súng, hòa lẫn vị cay của sả ớt, nhẹ nhàng đi vào thơ ca. Mặn mà lẩu mắm cá linh, bông súng điền điển chấm vào quên no. Món ăn dân dã, bình dị nhưng hội tụ tinh túy của sản vật thiên nhiên ban tặng. Từ bao đời làm nên nét riêng, đặc trưng ẩm thực của hồn quê sông nước.